Vâng, kệ. Giờ bế nó còn dễ, ngồi xe một tay sợ giữ nó lại ngật. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Làm ấy, nó sợ. Không biết được. Vào nhà nó kéo lên chửi đánh. Kéo đường chạy. Đứng cái dẫm tụt cả dép cả tất ra thế à hả? Cái gì hả mẹ? Giá hả? Không ạ. Thế nếu có làm gì bằng giá đâu. Gì mà có kiến? Làm gì mà có kiến?